Ê, hôm nay đi mua cây bưởi đẹp không mua được, giá cao và gia đình bán thì gặp mua cây hồng tết thạch thất này. Có nhiều cứ gặp cứ mua này. Cây này rất khá đẹp, thân một nhé bạn nhé, vành gốc 60 cách 1 mét, cành chỗ bé là 50, cây cành đẹp, còn quả nọ còn 50-60 quả, này còn có 20 quả là cả mai cắt cành kia cho tết, thân rất nuột nhé. Phát vừa đẹp chưa cảnh 1, 2, 3, 5, 6 phát 1m6 đến này chia cảnh dẻo này hai bạn này cụ tiết à. gãy nhiều cành quá, cành cắt tỉa. Nhà bà đây hả? Nhà bà có 5-6 cây cái loại này nhưng mà cao biết rồi. Còn không? Cùng đâu dòng cái này. Nhưng cái đâu, nhà đâu? Cả lâu lắm rồi. À nhưng giờ còn cây không? Không. Ui giời. Tưởng cháu vào xong. Cây thì đẹp lắm. Nhưng mà còn sót cây nào không bà? Nó chết à? Cao đẩy dòng cây bị đạn hết. À và thế tức là bà phải chặt đi. Ừ. Ôi, anh mua được nhiều chứ ở đất ở Minh Hòa cái nhiều mà. Ừ, anh mua mấy cái. À. Đâu cái cây này nó cũng phải có hàng 15 năm rồi. Cây này. Nó là cái hồng chát mà. Cái không ạ, cái hồng này là hồng chát thạch thất, quả nó xanh ăn chát phải ngâm nhưng mà nước chín thì rất ngọt. Ôi con chim kìa, em vợ chim kìa, nó lại ăn nó của mình rồi, chết rồi. Ôi ôi, nó ăn nó quả kìa, có con chim này, quay được cả chim các bạn nhá. Đấy đấy, con chim đang ăn nhá. Đấy cứ bảo gia chủ ăn nhưng không phải chim ăn đấy, đúng là quay được con chim này đấy. Ơi chim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, còn đúng 25 quả. Thôi, thôi chào cả nhà nhé.